biết mình không nên bị ốm hay là mình không biết mình chưa kinh nghiệm. Thế nên là cuối cùng sáng hôm sau thì bà thì bà bên cạnh, như cái bà bên cạnh cũng cho vay rất nhiều. Thế mình cũng gần nhà mình, cái bà bên cạnh lại đông con, mà có 7 đứa con mà ông chồng cũng không vợ hai được cái thanh niên, thế là cứ thiếu gạo thiếu sắt phải sang vay gạo cũng có khi cũng để cho cả một con lợn để nuôi, lợn mấy chục cân để nuôi, cũng nghĩ là mình mất một ốm lăn thì phải sang vậy. Con cái làm nghe bà trông non giúp đỡ phải nói cũng tốt. Mọi khi đi mẹ về mẹ cứ đến mẹ cứ sang mẹ lấy tiền là 5 tiền 1 ăn. Mình đi mình ở ngoài này cũng một bên chỗ ở nhà bà ốm thì con phụ lại sang đi lấy lá nhỏ về rồi lá nhỏ phụ đi uống thì còn lá đặt cho mẹ phụ cho vay cả khóc cả tiền đến nỗi khi phụ chết mà lợ luôn một con lợn nhá, lợn phụ nguyên một con lợn bao nhiêu khóc phải tính là một lần 700-800 lần nữa rồi làm tăng để cho thằng Phúc ở nhà gần 1 năm nó đòi nợ nó ăn gần 1 năm mới hết tiền nữa và nó cứ giảm gần lúc đấy thì bà cũng đỡ rồi bà cứ giảm gần 4 tiếng ngày 5 100 ngày thì đỡ thế mà mình giảm gần hết cái khoản nợ để phụ ba nhưng sau một chút thì mẹ bảo cái thằng mẹ cho cô hai người cô chú như hai người với chính có họ là thằng bố của Phúc anh em thân chú thằng bác họ chồng thì em là bố của Phúc, em con chú, cho nên là đói thế mình cứ cho ăn cắp từng bước đến đây thì mình ra sang thế là tôi thì nói mãi rồi sau sáng hôm sau bảo là chính là bà không có hai bố không mà bà cứ tự tự nhiều là võng mà đi làm thương bệnh viện thế nào thì cổng làm thế này thì gần qua đường ra thì bệnh viện bắt đầu đi ra nhà thương một tháng hết tháng thì bắt đầu vỡ đi cái u ở trong nếu như là người chặt chiếc lợn máu như là thế một cái xô đúng ở dưới mà nó chảy như là chặt chiếc lợn thằng mình đã hỏi cái tình mình đã nhanh thì toàn thì đi chặt lửa thang mẹ cứ được thật xong là một chiều về mẹ máy tâm lên và mẹ cứ biết và mẹ cứ điện cho họ mấy anh đây ở về nhà trong một cháu ra một kia bạn nhà cháu cho các cháu ăn hồng ấy cũng về được mà nó đỡ người ta chết người ta giảm trên đường lại đi ra về nhà bạn mất cái khổ một chút này cụ có một cái túi tiền hơn 2.000 ở đấy thì nhau có một cụ có tiết kiệm hơn 2.000 đồng mình trước khi mẹ đi thì bạn mẹ bảo con nào cho cái này thì bạn đưa tiền cái này đưa cái túi tiền cho mẹ mẹ mấy ngày trước mẹ về mẹ bị bất cấp một cái chợ chú ăn ra mẹ về trong chợ mẹ mua quà cho bà mang về thì mẹ bị bất cấp cấp xong mẹ lúc phải đi thì lúc buổi sáng mẹ đưa ra viện và đưa mẹ cái túi tiền hơn 2.000 xong lúc mẹ đi ra ngoài thì mẹ đưa lại cho bà mẹ cũng còn rất nhanh chứ mẹ đưa lại cho bà bà cứ cầm lấy được chiều đó lại về bà con có các cháu rồi ông bà con cháu rất là chuyện làm đỡ con cái cần đi cho họ có đạt quả được dễ trả ra cái gì mất mà không biết như nào thế là những lúc phụ giữ lại cái cầm lại cái túi tiền xong lúc gần chết lòng mình đang ra ngoài gần chết thì vào trong buồng làm cái buồng mà làm không biết là đúng cái túi tiền trước khi bị chết thì buồn như kiểu là cũng không có kính cho để kính cho nó cũng như tụi không đi rồi xong kính cho ở trong nhà đi ra vòng ra chỗ đầu hồ có đất rộng như kiểu và mất thì sao mất mọi người mất thì tất cả mất mẹ về với mọi người mẹ có cái túi tiền hơn 2.000 tới đưa nhưng cái đồng không biết là ai bước vào sớm trước mà lấy cái túi tiền rất vinh hạnh anh ấy là to lương có 5 mấy 6 đồng 4
kiểu người xưa vậy chứ. Nhà quê thì cứ hay xây cái kiểu bàn thờ ấy, xây gạch xây căng ấy, nhưng mà thờ trong bên trong để khóc. Nhưng mà cái chìa khóa để áo dài, cửa áo dài bối lên, đôi cánh dài trắng, áo dài nâu, tư phóng này kia, các bạn. Cái chìa khóa của ông kiểu cái trên mặt bàn thờ thì có cái cửa gỗ đóng này, còn mỗi tháng thì cái chìa khóa này cũng không còn hẹn đẹp đâu. Để trong một cái hộp, hộp sắt hộp sữa này. Ở ngay dưới gần cái rổ đất ở trong vườn, thế nó cũng đi chết nhẹ ra. Cái tài nào được tìm thì khoán để mà lấy quần áo phục của mình để trong cái trong bàn thờ, dưới bàn thờ ấy. Tận mãi nhà họ trong cái hết phép ở vườn này hết. Đó, thế là cái mình làm trong vườn cũng sợ, đi mà dùng đến kinh. Sợ như là em lại đang khóc kia, khóc kia. Xin vô mất tự tin như này thì chờ có Úc về, điện thì một phút thì chờ có Úc về. Mình ra với có Úc thì đặt ra một ngày một chút chết, chụp chết, chết rồi mình thì có cái là rồi mình thấy mấy cái hộp ở dưới gần, gần mở ra quá thấy thì khóc cũng được. Nghĩa là mình mở ra, hồi mẹ mình mua cho phụ cho một cái cái quạt thì mấy 32 đồng một cái. Sau rồi bố mẹ đi miền Nam mình cũng là đưa tiền mua được cũng quạt trần như này nữa. Dạ quạt trần, quạt quạt máy 32 đồng cũng sống được hết. Khi nơi có cũng đã có rồi. Mình mắc quạt trần như này. Đấy mà. Thế xong rồi cái chết được từ khóa cũng để đây mà không biết. Thế sau đó không có từ khóa nữa là họ tháng ra lấy cửa hay không mặc. Chín giờ tối thì bố mình hoa hồng kia mới đi hoàn mắt rồi đi cũng ngồi được ngờ được cái nhà tải đi ban đêm rồi cũng nhà chín giờ tối sáng hôm sau người ta bệnh nó đã đưa cũng lúc cậu Phúc cậu về thì cũng mất hôm trước rồi hôm từ hôm sau vợ cậu Phúc đẻ con đầu dẫn đầu bắt đầu cậu về đây cậu về nhà gần như năm đời con như là mấy người đợi là có người là con gà rồi con như là mấy cái tiền bạc gần gần một năm rồi đến cái tuổi như là tháng tư thì cậu cụ tháng ba cậu được một cậu đi con mẹ về là cái là hạt sáu của họ gần một năm rồi tháng sau là đổ vàng đổ như là con đi rất quá thì con gà hạt sáu là kiếm tiền đã cũng có cái gọi như là cái lấy ví dụ như là bình thường ngày xưa thời Bắc thường nhiều ví dụ như là những cái làng ở dưới làng mình ấy, ví dụ đi một đoạn là cái làng khác ấy, thì người ta cứ bán thóc lên chợ chợ điện bán thóc mà thì họ cứ mang một gánh thóc họ gánh lên chợ điện để bán cụ thì mang cái thúng cái ca ra xuống đường năm mà cậu làm mình đấy cụ đón cụ khảo xong cụ đánh lên chợ của bán cũng kiếm được tiền, làm được tiền trong này hoặc là gạo người ta mang người ta đổ đi người ta bán nên cũng nhận mua giá gặp cái gì cũng mua ở đây cũng ăn là kiểu nên kiếm tiền không kiếm tiền rất dễ không có hoa trong nhưng mà mẹ thì không tài nào mà kiếm được một đồng nào để mua cái thì cầm cái cam cái thúng là cũng hỏng thúng gạo người ta đội đi người ta bán trong cũng mang đi chợ cũng đã có lại rồi đi được khoảng nửa cây số lên chợ cũng có lại rồi hoặc cái bánh khóc thì cũng mang đi bánh lên cũng lại bán lại cho người ta rất kiếm tiền rất giỏi không có gì đấy không giờ